Xin chào mọi người nhá. Mùa dịch dạo này ở trong nhà cách ly chán quá. Hôm nay á mình sẽ thử coi ra ngoài với 50k này nha. Mình ra ngoài mình mua mấy cái thứ như là đậu hũ hay là gì đó về chiên cho mấy bọn nhỏ ăn thử coi ha. Xem 50k này mình làm được bao nhiêu món chiên nha. Như là bò viên chẳng hạn. Mà bò viên chắc ở đây không có bán rồi. Mình lười ra chợ mọi người. Giờ mình thử đi với 50k này coi mình đi mua được những gì ha. Mọi người cùng mình đi ha. Bên đây mọi người. Đây là những thứ mình mua được với 50k mọi người. Đồ đắt quá. Đậu hũ này 4 miếng là 10.000, 10k. 2 miếng chả này là 10k nữa, mỗi miếng 5k. Xúc xích này, bọc này là 20k. Cái này là 12k. Cuộc mất 2.000 mọi người. Mà mình còn chưa mua được dầu ăn nữa. Nên 50k mình chẳng mua được cái gì nhiều. Chắc giờ mình phải bỏ thêm 10k ra để mua dầu ăn mọi người. Để thành 62k. Giờ mình lại phải đi mua dầu ăn rồi. Đây dầu ăn mình mua được rồi mọi người. Chai dầu ăn này 10.000, 10k. Giờ mình bắt đầu đi chiên thôi mọi người. Và đây là mấy đứa nhỏ mình phải đang trông đây. Rất là nghịch, rất là quậy luôn mọi người. Đây mọi người ơi, đây là một thau đồ chiên của mình chuẩn bị chiên nha. Giờ mình sẽ bắt đầu chiên thôi. Mình cứ để đó cho chờ dầu nó sôi ha. Coi mấy đứa nhỏ nó rửa chân tay như thế nào rồi. Ngoài kia kìa mọi người. Rửa xong chưa? Rửa sạch rồi á. Ai rửa dơ không cho ăn.
Được, trên tay nhanh lên con bé. Không thích hả? Đi đi. Nhìn con bé rất là nhát. Để máy lại gần một xíu đi ha. Để mình xem dầu có sôi chưa. Chưa được mọi người. Đợi dầu sôi mình mới bắt đầu chiên. Dầu sôi rồi mọi người ơi. Này bốc khói rồi này. Thì mình bỏ đậu hũ xuống trước nha. Thơm quá mọi người. Không biết mình làm video mình bật nhạc vậy có vi phạm bản quyền không ta. Mình đang nghe nhạc của anh Phạm Trưởng. Cái cục chả rất nhanh chín này mọi người, nó nổi lên là nó vàng hết rồi này. Nhìn rất là ngon. Mình mở nhạc vậy mong là anh Phạm Trưởng không bắt lỗi bản quyền nhỉ. Ơi. Ừ, xong đứa nào sạch vô đây coi nào. Sạch hết luôn hả? Ừ. Coi nào. Rồi ngồi xuống bên kia, đừng có ngồi lại gần đây, ngồi bên kia một bên kia. Ngồi xa xa ra. Dầu nó bắn trúng người. Đây, bà đại ca. Thánh. Đạp cái áo lên chứ. Mặc áo kiểu gì kì vậy? Áo hở vai hả? Mấy đứa nhỏ đang chờ mình ăn mọi người. Thằng đầu tiên này là con mình nè, con trai mình nè. Thằng kia là con bé kia là con của bà chị. Con này là con của đứa cháu mình, đứa cháu vợ. Ăn được tương ớt này không? Ừ. Để ba xuống lấy chén. Lấy tương ớt đó. Cay có cay chứ. Qua kia ngồi nào. Cuối cùng cũng đã chiên xong mọi người. Giờ mình xịt tương ớt ra cho mấy đứa nó ngồi nó ăn. Một xịt xa ra xa xa một tí nào. Ăn thổ nha. Mấy cây này chọc nè. Biết chưa. Nè. Ăn đi. Thổi nha, thổi cho nó nguội rồi chấm tương ớt rồi mới ăn nghe chưa. Người
để bà chiên nốt cái nóng xúc xích này. Ăn đi, cười cái gì? Thổi cho nguội vào nha, tí nữa là bỏng mồm á. Chiên cái cây xúc xích này coi. Đừng gấp nè. Nay mình chiên thử cái xúc xích ăn liền này, coi chiên lên nó có ngon hơn tí nào không này. Nhìn vàng khè rất là đẹp luôn. Ừ, ăn đi. Ăn chiên cho nó hết đậu hũ với cái chả này đó. Nóng quá mọi người ơi. Mấy đứa thấy có ngon không? Không. Ngon lắm hả? Ngon thì ăn đi. Các chú thử một cục coi nào. Ăn đi em, ăn nhiều rồi. Ăn mạnh vào chưa mấy đứa này? Hay là chê đồ của chú nó không ngon hả? Thương? Ngon. Ngon xong ăn chậm thế. Đứa nào kêu dở là mai chú không cho ăn nữa. Con nắm đâu? Ừ. Em ăn vừa thổi em không nóng. Ừ đúng rồi, vừa ăn vừa thổi nghe chưa? Ăn nhiều vào. Không ăn được cay thì chấm ít thôi nha. Em ăn được cay á. Ừ. Cái xúc xích ăn liền, xúc xích heo ăn liền này chiên nó nhìn màu rất là đẹp mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi mọi người ơi, cuối cùng mình cũng đã chiên xong rồi, một thau này, mấy đứa nhỏ đã ăn bên này, đây này. Đấy. Nguyên một thau luôn nha. Nhìn rất là ngon. Giờ mình cũng sẽ thưởng thức chung với lại mấy đứa nhỏ. Lý do mình làm cái video này á là tại thấy nhiều lúc á thấy người ta đi ngoài đường người ta bán mấy cái bò viên xúc xích gì đó, không biết có hợp vệ sinh không. Nên mình quyết định hôm nay làm cho mấy đứa nhỏ ăn một bữa cho nó đã. Khỏi phải đòi xúc xích ngoài đường bán dạo. Giờ mình thưởng thức á mọi người. Ăn đi. Nào, xin lỗi bạn, cái nào ăn đi. Qua đây ăn cái này, ăn xúc xích này, cái này. Mời mọi người nha, nè. Rất là ngon. Xem thử cái cây xúc xích này chiên. Ngon không mọi người? Ngon không? Rồi mình quay hết sáng rồi. Ăn đi. Nhiều ớt quá hả? Đây là đậu hũ. Nhiều ớt quá đây. Hay là chả. Nhiều ớt quá đây bà. Sao lại nhiều ớt? Mình chấm ít thôi. Rồi em ăn hết cái này đó. Ừ. Ăn hết cái này đi mua. Rồi chắc mua đúng không mua. Thôi chào mọi người nha. Có lẽ mình dừng video tại đây thôi mọi người. Ăn cũng gần xong rồi. Chào mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau nha. Ăn chưa xong rồi hả? Ừ thì em cứ ngồi ăn đi. Bye mọi người nha. Chào mọi người nào. Bye bye. Bye. Nào đâu. Rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video à.